chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách hiểu và thực hiện kỹ năng 5S. Điều đầu tiên ta phải hiểu 5S là gì. 5S là nguyên tắc cơ bản nhằm duy trì môi trường làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Mọi thành viên làm việc trong môi trường đó phải tuân thủ, duy trì điều đó và rèn luyện thành một kỹ năng nhằm đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả. 5S bao gồm sạch sẽ, sàng lọc, chăm sóc, sắp xếp, sẵn sàng. Sạch sẽ, các bước làm sạch bao gồm: làm sạch ban đầu, loại bỏ bụi bẩn một cách triệt để nơi làm việc, trong các phòng máy và trục kỹ thuật. Bước này để xử lý những lỗi đơn giản được phát hiện, nên lập kế hoạch trên từng thiết bị với sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật. Những phát hiện bất thường sẽ được ghi lại trong sổ ghi chép bảo dưỡng. Loại bỏ bụi bẩn. Trong quá trình vận hành vẫn dành thời gian ngưng của máy cho hoạt động lau chùi, quét dọn, luôn luôn cải thiện mức gọn gàng nơi làm việc cũng như các phòng máy. Mối quan hệ làm việc đối với người vận hành và nhân viên kỹ thuật là phát hiện những vết rò rỉ dầu mỡ, lỏng đai ốc hoặc sự biến tính dần dần của một chi tiết trong quá trình làm sạch, vì sự tích tụ lâu ngày của mạt sắt, dầu mỡ, chất cặn bã có thể gây ra hỏng hóc thiết bị hoặc lỗi hệ thống. Trong môi trường ngăn nắp và sạch sẽ, ta dễ dàng nhìn thấy vật nào đó rớt xuống nền. Điều này giúp nâng cao tính an toàn. Bảo dưỡng tự quản. Phải thiết lập quy trình bảo dưỡng tự quản ở mọi cấp độ. Sàng lọc. Tất cả các kỹ thuật viên phải thể hiện tinh thần phân loại các thiết bị, mọi vật đều và đặt đúng nơi quy định, với phương châm có chỗ cho mọi vật dụng và mọi vật dụng đều phải đặt đúng chỗ. Chăm sóc, nhân viên kỹ thuật phải làm theo tiêu chuẩn hướng dẫn, thao tác theo quy trình vận hành đã được soạn thảo, có thể cải tiến dựa trên những bài học rút ra từ những sự cố. Sắp xếp và phương pháp, tất cả các nhân viên kỹ thuật phải sắp xếp gọn gàng trong công việc của mình, thực hiện công việc theo đúng quy trình, các dụng cụ cần thiết phải ở trong tình trạng tốt nhất. Sẵn sàng. Giáo dục kỷ luật đạo đức tôn trọng người khác, nhưng có thể viết trong các quy trình vận hành. Hồ sơ kỹ thuật không phải là quy tắc vận hành tốt nhất, tuy nhiên nó có thể dẫn dắt chúng ta đến những quy định phòng ngừa rủi ro, tai nạn một cách hết sức cụ thể. Để các thành viên trong công ty thực hiện kỹ năng 5S đạt được hiệu quả tốt nhất, ta phải sử dụng các phương pháp sau. Sử dụng phương pháp đào tạo ngắn gọn, dễ hiểu và có nhiều ví dụ thực tiễn để toàn bộ nhân viên trong công ty dễ hiểu, dễ nắm bắt và dễ ghi nhớ nhất. Thực hiện triển khai cho toàn bộ nhân viên, phù hợp với mọi đối tượng, lĩnh vực mà công ty đang hoạt động. Kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết, ứng dụng và thực hành một cách hiệu quả và triệt để. Tôi vừa trình bày với quý vị và các bạn về kỹ năng 5S và quy trình áp dụng 5S vào trong công ty PNC chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.